Xin chào tất cả anh em. Video ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục bóc hộp một con lọc xì Debic 231. Cái sản phẩm này là sản phẩm rất cao cấp em nhé, nguồn xuyến và hàng mới nhất năm 2023. Hôm nay thì em có bóc hộp ra và gửi đến cho anh Thắng, anh ở xã Hùng Dương, Thanh Oai, Hà Nội, lọc xì Debic 231 với giá 1.400.000 đồng, bao ship và tặng cho anh một cặp giác cao lông để và anh kết nối. Thì bác khách này bác kết nối xung vai em nhé, thì em sẽ tặng cặp giác hai đầu ca lông này, ok chưa ạ? Và bây giờ em sẽ đi vào bóc hộp cái sản phẩm này. Bóc ra thì ở đây nó sử dụng là dây nguồn hai chấu này. Để có sách hướng dẫn sử dụng anh em nhé. Và chúng ta có thể xem qua. Nói chung là sử dụng con lọc xì này rất đơn giản thôi, nó không có gì phức tạp. Rất là đẹp đúng không ạ, này đẹp long lanh luôn. Ok chưa ạ? Thì đây là con lọc xì Debic 231. Nó sẽ chia ra làm hai kênh. Mỗi một kênh này thì nó sẽ lên tới là 31 cần equalizer. Ok chưa ạ? Kênh dưới này cũng vậy. Đây là ga input đầu vào. Ok chưa ạ? Chúng ta để tầm 12 giờ đến 1 giờ thôi. Anh em lưu ý nhé, chúng ta đừng có vặn quá, vặn kịch như thế này thì nó sẽ bật kịch như thế này thì nó sẽ bị vỡ tiếng này. Ta để tầm 1 giờ là ok rồi. Ok chưa ạ? Và đây là mặt sau. Mặt sau của con lọc xì thì về thì anh em có thể kết nối bằng jack ca lông như em tặng vừa nãy đấy, hoặc là chúng ta có thể sử dụng bằng jack 6 ly. Đây nó có jack chuyển đổi 6 ly. Ok chưa ạ? Thì bây giờ em sẽ đi vào kết nối cái sản phẩm này. Đây thì kết nối rất đơn giản anh em nhé. Em sẽ kết nối với cục đẩy thôi. Trước khi chuyển đến tay các bác thì bên em đều phải test rất là cẩn thận đúng không ạ? Và giờ sẽ bật công tắc nguồn lên này. Ok chưa? Tăng từng cần lên. Rất là khít anh em nhá, rất là khít. Cái cần pha đơ này rất là khít.
ok đúng không ạ? Đề chỉnh con lọc xì này, biết cách chỉnh thì rất đơn giản em nhé. Ở đây nó có những cái nút này, bypass này. Khi chúng ta nhấn đèn đỏ như thế này là thì nó sẽ không sử dụng con lọc xì em nhé. Cái nút này chúng ta phải nhả ra. Cái thứ hai lau cắt. Khi em nhấn vào thì nó sẽ cắt đi âm trầm. Chúng ta phải nhả ra. Ok chưa? Răng gơ là tăng âm trầm. Ok chưa? Cái nút răng gơ này thì chúng ta lên nhấn vào nhé, thì nó sẽ tăng âm trầm nên nó rất là hay. Còn đâu để chỉnh bass chép thì anh em chỉ cần biết. Ở đây những có những cần fader này. Từ cần đầu tiên nó sẽ là cần 20Hz cho đến cần 200Hz này. Thì trong khoảng này nó sẽ là cái giải bass em nhé, giải bass. Anh em muốn tăng bass chúng ta phải tăng lên. Ok chưa? Từ 200 cho đến 2K này thì nó sẽ là cái giải trung. Ok chưa? Và từ 2K đổ về ngược lại đây, đổ về cuối đây thì nó sẽ là cái giải check. Em sẽ tăng check lên này. Đó, giảm đi này. Mất bass chưa? Mất trung này. Mất check này. Ok chưa? Tăng bass lên này. Tăng trung và tăng check. Tăng tới đâu nghe khác biệt hoàn toàn luôn anh em nhé. Thì cái lọc xì này hiện tại em đang bán với giá là chỉ có 1.400.000 đồng thôi. Anh em có nhu cầu, bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Ở video em xin dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video.